Mỹ lên tiếng về các hành động của Trung Quốc ở Biển Đông. Phương Tây đã vượt qua làn danh đỏ nguy hiểm ở Ukraine. Lan truyền video xe bọc thép Ukraine nổ tung ở gần Chasovka. Mỹ hạ gục nhân vật cấp cao IS trong cuộc không kích ở Syria. Xin kính chào và cảm ơn quý khán giả đang theo dõi kênh Nghệ An TV. Hãy cùng với chúng tôi cập nhật những thông tin mới nhất, chính xác nhất trong 24 giờ qua. Và ngay sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 19 tháng 6, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller cho biết Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã cùng người đồng cấp Philippines lên tiếng về các hành động của Trung Quốc ở Biển Đông. Ông Miller nói, Ngoại trưởng Blinken đã trao đổi với Ngoại trưởng Philippines Enrique Manalo về các hành động leo thang của Trung Quốc chống lại Philippines ở Biển Đông. Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ, cuộc thảo luận của hai ngoại trưởng diễn ra sau những hành động nguy hiểm và vô trách nhiệm của Trung Quốc nhằm ngăn cản Philippines thực hiện hoạt động hàng hải hợp pháp ở Biển Đông vào ngày 17 tháng 6. Ông Miller cho biết, Ngoại trưởng Blinken nhấn mạnh rằng các hành động của Trung Quốc làm suy yếu hòa bình và ổn định trong khu vực, đồng thời nhấn mạnh các cam kết vững chắc của Mỹ với Philippines theo Hiệp ước Phòng thủ chung của hai nước. Ngoại trưởng Mỹ Blinken và ông Manalo cũng thảo luận về cách tạo đà từ các thỏa thuận song phương cấp cao gần đây trong một loạt vấn đề. Trong vụ việc căng thẳng hôm 17 tháng 6, lực lượng hải cảnh Trung Quốc cho biết một tàu tiếp vận Philippines đã tiếp cận một cách có chủ ý và nguy hiểm một tàu Trung Quốc, dẫn đến va chạm nhẹ giữa hai bên. Philippines bác bỏ cáo buộc của Trung Quốc là sai trái và gây nhầm lẫn. Hải cảnh Trung Quốc cho biết tàu tiếp vận Philippines đã phớt lờ cảnh báo của Trung Quốc nhiều lần. Trong khi đó, lực lượng đặc nhiệm Philippines trên Biển Đông cho biết các tàu Trung Quốc đã đâm va và lôi kéo, gây nguy hiểm đến tính mạng các quân nhân và làm hư hại các tàu thuyền. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Philippines Gilberto Teodoro tuyên bố, hành vi nguy hiểm và liều lĩnh của Trung Quốc sẽ bị lực lượng vũ trang Philippines kháng cự. Hành động của Trung Quốc gây trở ngại thực sự cho hòa bình và ổn định ở Biển Đông. Bộ Ngoại giao Mỹ khẳng định, Washington sát cánh cùng đồng minh Philippines và lên án các hành động leo thang và vô trách nhiệm của Trung Quốc nhằm ngăn chặn Philippines vận chuyển hàng tiếp tế nhân đạo cho các quân nhân đóng quân tại tàu BRB Sierra Madre vào ngày 17 tháng 6. Hôm 18 tháng 6, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết việc các tàu Trung Quốc sử dụng vòi rồng, đâm va, phong tỏa các tàu Philippines bị hư hại một cách nguy hiểm và có chủ đích, gây nguy hiểm đến tính mạng của các quân nhân Philippines là hành động liều lĩnh, đe dọa hòa bình và ổn định trong khu vực. Trong bài viết cho tờ Weapon and Strategy mới đây, cựu trợ lý thứ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Stephen Breyer cho rằng việc NATO phê chuẩn các đòn tấn công vào lãnh thổ Nga dường như đã vượt qua làn danh đỏ nguy hiểm trong cuộc xung đột ở Ukraine. Bài viết nêu rõ, trong bối cảnh cạnh tranh giữa các siêu cường, xung đột ủy nhiệm và các xung đột khác, trong đó sự kiện khủng hoảng tên lửa Cuba không phải là xung đột ủy nhiệm, mà là cuộc đối đầu trực tiếp giữa Mỹ và Liên Xô. Việc NATO phê chuẩn các đòn tấn công vào lãnh thổ Nga dường như đã vượt qua làn danh đỏ nguy hiểm. Tác giả nêu quan điểm rằng việc từ chối đàm phán cũng như việc thiếu vắng nguyện vọng hòa bình từ phía Mỹ và phần lớn châu Âu đang đẩy tăng nguy cơ xung đột mở rộng đến mức sử dụng vũ khí hạt nhân. Thời gian gần đây, một số nước phương Tây đã cho phép Kiev sử dụng vũ khí của nước này để tiến hành những cuộc tấn công vào lãnh thổ Nga dưới hình thức này hay hình thức khác. Cụ thể, Mỹ chấp thuận việc Ukraine sử dụng vũ khí đã chuyển giao cho Kiev để tấn công các mục tiêu trên lãnh thổ Nga ở gần khu vực Kharkov. Đồng thời, Washington bảo lưu hiệu lực của lệnh cấm tấn công xuyên biên giới bằng tên lửa chiến thuật ATAC và các loại vũ khí hỏa lực tầm xa khác. Trong cuộc gặp các đại diện truyền thông ở Saint Petersburg gần đây, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố rằng Moscow có thể đáp trả một cách bất cân xứng với việc cung cấp vũ khí tầm xa cho Ukraine. Ông Putin nói thêm rằng Nga sẽ xem xét khả năng cung cấp vũ khí của mình cho những khu vực có thể thực hiện đòn tấn công nhằm vào những chủ thể nhạy cảm của các quốc gia cung cấp tên lửa cho Kiev. Gần đây, một video lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội cho thấy một xe bọc thép của lực lượng Kiev đã bị phá hủy gần thị trấn quan trọng Chasovka ở Donbass. Cụ thể, theo đoạn video được quay bằng máy bay không người lái UAV, một xe bọc thép của Ukraine có khả năng là xe bọc thép chở quân Kozha 7 do Kiev thiết kế dựa trên khung gầm của xe Ford Super Duty thương mại, bị nổ tung khi nó đang chở một đơn vị bộ binh tiến về phía một khu vực nhiều cây cối, để sau đó đến các vị trí gần thị trấn Chasovka ở Cộng hòa Nhân dân Donetsk DPR tự xưng.
Chiếc xe bọc thép chở quân này được nhìn thấy đang bắn súng máy gắn trên xe về một phía mục tiêu vô hình, đột nhiên bị phá hủy bởi một vụ nổ mạnh. Dường như Koza 7 đã trúng phải một quả mìn chống tăng, xét theo quy mô của vụ nổ thì có thể là mìn được gia cố thêm bằng thuốc nổ hoặc có hai quả đạn xếp chồng lên nhau. Chiếc xe cuối cùng bị hất tung và bốc cháy. Tổ lái gồm hai người dường như đã sống sót sau vụ nổ. Họ vội vã trốn trong bụi cây gần đó sau khi thoát khỏi đống đổ nát. Từ lâu, Chasovia vốn được coi là trung tâm hậu cần quan trọng và là thành trì chính của lực lượng vũ trang Ukraine trong cuộc xung đột với Nga, đã chứng kiến các cuộc giao tranh dữ dội trong vài tuần qua. Thị trấn được chia thành hai phần không bằng nhau bởi một kênh đào lớn, nằm cách thành phố Antyomov được gọi là Bakhmut ở Ukraine khoảng 10 km về phía tây, nơi đã diễn ra giao tranh dữ dội trong nhiều tháng trước khi bị lực lượng Nga kiểm soát vào tháng 5 năm ngoái. Ngày 19 tháng 6, quân đội Mỹ tuyên bố đã hạ gục một nhân vật cấp cao của nhóm khủng bố nhà nước Hồi giáo tự xưng IS trong đợt không kích ở Syria. Theo hãng tin CNN chia sẻ trên mạng xã hội X, quân đội Mỹ cho hay, ngày 16 tháng 6, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ CENTCOM đã tiến hành một cuộc không kích ở Syria. Hạ gục Osama Jamal Muhammad Ibrahim al-Zanabi, một nhân vật cấp cao và điều phối của IS. CENTCOM nhấn mạnh, sự ra đi của đối tượng sẽ làm gián đoạn khả năng cung cấp nguồn lực và tiến hành các cuộc tấn công khủng bố của IS. Cũng theo CENTCOM, không có dấu hiệu nào cho thấy có dân thường bị tổn hại trong cuộc không kích. Hiện tại, quân đội Mỹ vẫn tiếp tục truy lùng các nhân vật chỉ huy của IS ở châu Phi và Trung Đông. Gần một tháng trước, một cuộc không kích ở khu vực hẻo lánh gần Dahada của Somali được cho đã hạ gục ba tay súng IS. Từ tháng 1 đến tháng 3 năm nay, CENTCOM và các đối tác đã hạ gục 7 thành viên IS ở Syria và bắt giữ thêm 27 người khác. Trong cùng kỳ tại Iraq, 11 tay súng IS đã bị hạ gục và 36 người khác bị bắt giữ. Hồi tháng 4 năm nay, chỉ huy CENTCOM tướng Eric Gurila tuyên bố, chúng tôi cam kết đánh bại IS vì mối đe dọa mà chúng gây ra cho khu vực và toàn cầu. Chúng tôi tiếp tục tập trung vào nỗ lực hạ gục các thành viên IS đang tìm cách tiến hành hoạt động bên ngoài Iraq và Syria và những đối tượng cố gắng giải thoát cho các tay súng IS đang bị giam giữ để tái tập hợp lực lượng. Mới đây, hai tập đoàn vũ khí Lockheed Martin của Mỹ và Hermetan của Đức đã công bố mẫu pháo phản lực tự hành mới mang tên GMARS tại triển lãm quốc phòng Eurostat diễn ra ở Paris, Pháp. Mẫu pháo phản lực tự hành này được hai tập đoàn hợp tác phát triển từ năm 2023 để thay thế cho mẫu pháo MARS 2 giả cỗi do Đức chế tạo, đồng thời được coi là bản nâng cấp dành cho châu Âu của pháo phản lực HIMARS do Mỹ sản xuất. So với HIMARS, GMARS sử dụng khung gầm HX-8x8 lớn hơn và được gắn hai cụm 6 ống phóng thay vì một, có thể khai hỏa gấp đôi số đạn trong một nhiệm vụ. Xe bệ phóng của GMARS có tầm bắn hoạt động 700 km và vận tốc tối đa 100 km/h so với thông số 300 km và 85 km/h của HIMARS. GMARS vẫn được trang bị bánh lốp và sở hữu tính năng bắn và chạy, có thể nhanh chóng chuyển vị trí sau mỗi lần khai hỏa để tránh bị phản pháo. Khí tài này còn được tích hợp cần cầu nên không cần phương tiện hỗ trợ, giúp tăng tốc độ thay đạn và nâng cao năng lực sẵn sàng chiến đấu. GMARS có thể hoạt động 24/7 trong mọi điều kiện thời tiết, di chuyển tốt trên đường bộ tiêu chuẩn và có thể vận chuyển bằng đường sắt. Nó có kíp vận hành tối thiểu 2 người, ít hơn 1 so với HIMARS, có tùy chọn gia cố lớp bảo vệ cho buồng lái, sở hữu kích thước nhỏ gọn và không cần chân đỡ, giúp duy trì tính cơ động cao. Ngoài ra, mẫu pháo này tương đồng với HIMARS về mặt đạn dược và hậu cần, nên có thể dễ dàng tích hợp vào hạ tầng sẵn có của NATO. Giống như HIMARS, nó có thể khai hỏa rocket GMLRS, RGMLRS, tên lửa đạn đạo chiến thuật ATAC và tên lửa tấn công chính xác PRSM với tầm bắn hơn 400 km. Trong tương lai, nó sẽ có thể sử dụng rocket 122mm và một loại tên lửa hành trình không nêu tên, được cho là phiên bản phóng từ mặt đất của dòng tên lửa không đối không AGM-158 JASM có tầm bắn 370 km. GMARS được trang bị hệ thống điều khiển hỏa lực tích hợp mới nhất cũng như hệ thống định vị toàn cầu GPS để dẫn đường. Theo Chủ tịch Hermetan, ông Armin Papperger, tập đoàn đang thảo luận với 4 hoặc 5 khách hàng tiềm năng ở châu Âu về GMARS. Tuy nhiên, ông không tiết lộ tên cụ thể. Các tổ hợp GMARS đầu tiên dự kiến đi vào hoạt động từ năm 2025. Tờ Nikkei mới đây đưa tin, những ngôi nhà bị bỏ hoang lâu ngày ở Nhật Bản đang làm giảm giá trị của các tài sản xung quanh, với mức thiệt hại lên tới 3,9 nghìn tỷ yên, 24,7 tỷ đô la Mỹ trong 5 năm tính đến năm 2023.
Điều này tạo ra vòng luẩn quẩn khiến cho giá bất động sản giảm và nhiều ngôi nhà tiếp tục không thể bán được. Theo dữ liệu từ Hiệp hội Akiya Nhật Bản, 14 công ty và một tổ chức nghiên cứu tại nước này đang nỗ lực giải quyết vấn đề nhà bỏ hoang. Các dữ liệu được tập hợp từ số liệu thống kê của chính phủ Nhật Bản năm 2023 và nghiên cứu của Trung tâm Đổi mới Bất động sản Đại học Tokyo. Cụ thể, số lượng nhà bỏ hoang không thể bán hoặc cho thuê được nhưng vẫn đẩy trống trong một thời gian dài đã tăng từ 360.000 căn vào năm 2018 lên 3,85 triệu căn vào năm 2023. Hơn 70% trong số này là nhà ở dành cho hộ gia đình. Dữ liệu trên cho thấy hầu như giá đất trong phạm vi bán kính 50m quanh những ngôi nhà bỏ hoang đang có xu hướng giảm. Các nguyên nhân dẫn tới việc ít người muốn chuyển đến những khu vực này sống là do lo ngại về thảm thực vật phát triển quá mức, sâu bệnh và an toàn công cộng. Ước tính 80% các căn nhà dành cho một hộ gia đình bị bỏ hoang trong 5 năm, tính đến năm 2023, đã làm giảm giá trị của các tài sản xung quanh khoảng 3,9 nghìn tỷ yên. Giám đốc điều hành công ty dịch vụ xây dựng Krasone, ông Tippei Kawaguchi cho biết, ước tính của chúng tôi chỉ giới hạn ở tác động của những ngôi nhà bỏ hoang dành cho hộ gia đình lên giá đất. Tuy nhiên, ảnh hưởng tiêu cực thực tế thậm chí có thể còn lớn hơn nhiều. Theo ước tính của Viện Nghiên cứu An sinh Xã hội và Dân số Quốc gia, mặc dù dân số Nhật Bản đang giảm nhưng số hộ gia đình vẫn tiếp tục tăng. Do ngày càng có nhiều người sống một mình, số hộ gia đình dự kiến sẽ đạt đỉnh vào năm 2030. Tổng nhu cầu về nhà ở sau đó dự kiến sẽ bắt đầu giảm nghiêm trọng. Điều này có thể đẩy nhanh sự gia tăng số lượng nhà bỏ hoang.